Rồi chào mấy anh em nha, thì đây là chim malai, cặp chim malai con nè. Thì nó chim này cũng 2 tháng mấy rồi nè. Cặp này cũng 2 tháng mấy rồi. Nói chung là mình cũng hồi lúc bắt trước Tết tới giờ ha. Đó. Cặp này thì cặp số A, nói chung là dòng con này thì bố mẹ đang là thúc ruồng anh em. Giọng thổ nha anh em, giọng thổ mà thổ đồng, đồng rất là tốt tiếng. Chim rất là tốt tiếng ha. Chim mình trước bố mẹ này mình nhập từ trực tiếp từ Malaysia vậy nha. Mình đi đánh mà chim này mình cũng đánh nó cùng bố mẹ, cùng bố mình cũng đi đánh ha. Cặp này thì anh em về nó không bao lâu nữa là chơi đó nghe anh em. Cặp này thì 4 triệu anh em. Bố mẹ đâu rồi? Đó, bố mẹ vô ổ nè, để cặp mới à. Cặp này 4 triệu anh em có nhu cầu thì liên hệ ha.